Nhận được tin báo của nhân dân về việc một chung cư có đến 4 lần bị phóng hỏa bất thường, lực lượng công an đã tổ chức mật phục và bắt được nghi can thực hiện lần phóng hỏa thứ năm. Và đặc biệt, đây cũng chính là hung thủ gây ra 4 vụ phóng hỏa trước đó. Cụ thể, công an huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ một phụ nữ là nghi can gây ra vụ phóng hỏa xảy ra vào lúc 2 giờ 36 phút cùng ngày tại Block B, chung cư Phú Hoàng Anh, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Bước đầu nghi can này chưa khai báo rõ ràng nên danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến việc nhiều lần phóng hỏa chưa được công bố. Trước đó, qua hình ảnh camera của sành block A và B trung cư Phú Hoàng Anh ghi lại, vào giờ trên, một người phụ nữ tiếp cận sành của trung cư, khu vực tấm kính giếng trời hồ nước tiểu cành block AB và chút xăng từ một can nhựa xuống. Sau 2 đến 3 lần thực hiện hành vi châm lửa, đám cháy bùng phát và người phụ nữ này bỏ chạy ra đường. Vì chung cư này đã 4 lần bị phóng hỏa nên công an huyện Nhà Bè đã cử tổ công tác túc trực tại đây để phối hợp với bảo vệ vây bắt đối tượng. Khi đám cháy bùng phát, người phụ nữ chạy ra xe máy dựng ngoài đường đã cắm sẵn chìa khóa định lên xe nổ máy tháo chạy thì tổ công tác phối hợp với bảo vệ vây bắt và không chế được đưa về trụ sở. Đám cháy được dập tắt, việc bắt được nghi phạm ban đầu khiến cư dân ở chung cư Phú Hoàng Anh như chút được gánh nặng vì thời gian dài nơm nớp lo sợ chung cư bị phóng hỏa, đe dọa đến sự an toàn của họ. Sự lo lắng của dân cư cũng có lý do của nó, bởi bốn lần trước, ba lần các đối tượng phóng hỏa ở sành trung cư, một lần phóng hỏa gần khu vực hầm để xe, nơi có hàng trăm phương tiện của cư dân đậu ở đây. Vụ gần nhất xảy ra vào dạng sáng ngày 13 tháng 4, camera ghi rõ được nhân dạng của nghi can phóng hỏa. Sau khi nghi can bị bắt, ban quản trị và ban quản lý trung cư bảo vệ và cư dân của trung cư Phú Hoàng Anh đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà và cảm ơn cán bộ chiến sĩ công an huyện Nhà Bè khi có thời gian dài phối hợp cùng bảo vệ trung cư để xử lý vụ việc. Trong buổi gặp gỡ, phía công an huyện Nhà Bè thông tin sơ bộ về vụ việc, đồng thời cho biết đã nắm được nguyên nhân dẫn đến việc trung cư nhiều lần bị phóng hỏa. Công an huyện Nhà Bè nghi ngờ, nghi can trên chỉ là người được thuê mướn để thực hiện hành vi nên tiếp tục điều tra, làm việc với những người liên quan để làm rõ mục đích phóng hỏa và có biện pháp xử lý trong thời gian tới. Sau vụ việc, cư dân tại trung cư Phú Hoàng Anh mong muốn công an sớm điều tra ra chân tướng những người đứng sau các vụ phóng hỏa, bởi họ lo sợ về việc phóng hỏa tại gần khu vực hầm giữ xe, nếu không phát hiện kịp thời sẽ là thảm họa. Việc vào cuộc kịp thời của lực lượng công an bắt được đối tượng, giữ gìn an ninh trật tự tại khu trung cư, giúp người dân bình ổn cuộc sống.